Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của huyện, thời gian qua, nhiều nông dân trên địa bàn huyện đã chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả, hoa màu cho thu nhập cao. Điển hình là mô hình trồng ổi lên Đài Loan ở xã Thạch Tâm. Có mặt tại vườn ổi gia đình anh Lâm Xuân Tú, thôn Vạn Bảo. Được biết trước đây, khi chưa trồng ổi, gia đình anh đã từng trồng lúa, lạc và cây sả, nhưng năng suất thấp do đây là vùng đất vào mùa nắng thì khô hạn, mùa mưa thường ngập úng. Nhận thấy cây ổi Đài Loan là loại cây trồng dễ trồng, tỷ lệ cây sống sau trồng trên 90%, sinh trưởng nhanh, không tốn nhiều công chăm sóc, tỷ lệ đậu quả và năng suất cao, thu hoạch quanh năm. Đến cuối năm 2016, gia đình anh đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng ổi lê Đài Loan trên tổng diện tích hơn 1 hectare. Đến nay, sau 3 năm, vườn ổi gia đình anh cho năng suất khoảng 30 tấn ổi mỗi năm với mức giá 12-15.000 đồng trên 1 kg. Trừ chi phí, gia đình anh thu về khoảng 420 triệu đồng. Như gia đình là trồng được 1 hectare ổi, ổi lê Đài Loan thì năng suất thì cứ một năm thì mỗi cây là cho đi khoảng 30 cho đến 50 kg, thì mỗi năm thì cho về khoảng 400 đến 450 triệu, thì trừ chi phí đi thì gia đình thu lại khoảng 300 triệu. Theo người dân nơi đây, giống ổi lê Đài Loan trồng trên đất Thành Tâm cho quả to, có vị ngọt thanh, mùi thơm và giòn, khác hẳn với những loại ổi khác đang bán trên thị trường. Nhận thấy mô hình trồng ổi lê Đài Loan đạt hiệu quả cao, nhiều người dân trong xã đã đến học hỏi kinh nghiệm để trồng. Đến nay, diện tích trồng ổi lê Đài Loan ở xã Thành Tâm đã mở rộng lên đến 70,5 hectare với 50 hộ tham gia. Trong đó có 15 hectare đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện, Hội nông dân huyện và Ủy ban dân xã Thành Tâm đang hoàn thiện hồ sơ chứng nhận Việt Gáp các diện tích còn lại và quy hoạch thành lập hợp tác xã trồng ổi, nhằm tìm kiếm hướng đi ổn định bền vững cho người dân. Thực hiện cái chương trình công tác hội nông dân năm 2020 thì Ban Thường vụ Hội nông dân xã Thành Tâm phối hợp cùng Ủy ban tổ chức thành lập hợp tác xã ổi lê xã Thành Tâm. Và khi mà tham dự và khi mà hội về và dự kiến là cái thành viên tham gia hợp tác xã sẽ là khoảng 50 thành viên. Và khi các thành viên mà tham gia hợp tác xã ổi lê thì sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi. Ví dụ như là sẽ được tham gia hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, và hợp tác xã sẽ đảm bảo cái ổn định đầu ra đầu vào cho hội viên nông dân. Và cái tiến triển của cái thành lập hợp tác xã này là dự kiến là đầu tháng 3 là chúng tôi sẽ thực hiện để đảm bảo cho hội viên được hưởng cái quyền lợi. Có thể nói, ổi lê Đài Loan là loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Nhiều hộ trồng ổi nhờ thay đổi cách nghĩ, cách làm, tích cực áp dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật trong thâm canh cây trồng, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, lựa chọn cây trồng phù hợp, mở rộng mô hình sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa nhằm phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững.